Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Và thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng nghe nghe cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực đó thầy. Cái cảm giác được che chở lắm. Nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy. Chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Rồi ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm. Đó. Xin phép được mời nhà gái ra trước ạ. Mời nhà trai. À. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. À, ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hay bị mù đường, em không biết. Em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta cháy nữa là thợ tiệp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tính và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi thầy ơi thầy. Thầy thầy dạy học trò cái thầy giận quá thầy bát học trò luôn. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính rồi bỏ đi. Trời, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà ấy hết. Tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Dạ. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ. Em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. À, nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Giờ đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi, đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ, trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con, rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây thì đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ, 76 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó. Bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái coi. À, chào em gái. Dạ. Sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ, thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể. Em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? À, anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào hai anh chị sẽ
chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào? Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng, vui vẻ, là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Ừ, nhìn được là anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu, được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ, em dễ ăn. Dễ ăn rồi, vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ, hòa đồng. Có luôn. Biết kính trọng người lớn, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Đây là tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe, cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không, mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu, với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em coi chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa. Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. Là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. Anh thì giận thì bỏ đi chút xíu là trở về, chứ không có rồi thôi, chứ không có bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà chứ không đi đâu xa. Đi ra sau vườn. Rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy, nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng cái mục tiêu của mình. Chắc mang uống vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ rồi. Không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe ra. Vậy là vòng 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 có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngang ngang cái mặt ụp vô trong cái lồng ngực á thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Đã gì đâu mà một thấy... chút thầy thử thầy ôm một cái đi. Vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Thôi bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. Anh có món quà gửi thằng em. Em có món quà tặng. À cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình, cũng có chừng mực chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng chứ mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được.
cái gì phải nói rõ thẳng thì không có vụ mà ấp ấp mở mở. Nhưng mà dạy dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái thì cũng có chứ. Nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy. Không, em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xe đét. Đi ngang thì có thầy thấy em sao, có thể là đúng đúng tiêu chí của thầy không, tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua tấm lòng thôi, chứ chiều cao không quan trọng. Biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy một đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái là cái mức độ quy định, thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không, hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp, nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy, tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói cái gì đó thì nói một lần thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha, rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Đúng quá, dạ. Mình đúng rồi. Không rồi, mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó, rồi để hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời, trời quá dữ luôn. Thấy chưa, có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt chút buồn đời mẹ cha. Khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó. Không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hồi hộp quá. Thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không, không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt dát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Hôm nay là một ngày mà cả Quyền Linh và Ngọc Lan gặt hái được rất là nhiều cái thành công.
Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy mình. À, là vợ anh đó. Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn. Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được mà không đẻ cũng được, là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi, em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Mời nhà trai. Rồi, rồi xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn rồi vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn này, trồng rau, trồng ria rồi cây cối các thứ đó. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3-4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm. Với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ đó. Vâng, làm dậy tập thể dục. Đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây. Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục chung quanh bà sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên á. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, em nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lân lân, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lân lân, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mời nhà gái. Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứu ăn được. Còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bơi mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn xôn. Tại nhà đằng trước nhà có sông. Ơi trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi nè anh. Dạ, em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói
đi ra là chồng của người ta nên ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, là nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, vâng. Không có căng thẳng, không cãi không, nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai là không. Dạ em chào anh. Không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho cô, nó nhẹ nhàng có, đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không. Bây giờ hỏi thẳng anh đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy dính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ phải đang tập. Nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ giờ hát giờ được đang chưa? Bây đang giờ tập. Muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Tiếc á. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Sao nè? Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau, quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chị cũng là học chung cao học với ảnh, thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay lui luôn. Dạ rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác, mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ. Nói chung là cũng đau khổ lắm, tại vì tình đầu mà, nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ là lựa chọn cái gia đình, tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy ạ. Biển Tình. Dạ, mới tập có 2-3 ngày nay. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta.
thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Có bây giờ Nga hát cho con sao nè? Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được gì luôn, cũng được, tiếng gì cũng được. Dạ, tại dạ, em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quỳnh Linh đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu, mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but... Oh, em... Ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái... Đúng rồi. Cái tiêu chí. Tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7. Được. Đó là... Được chị. Được. Ok, Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, ta mê, ta thăng hoa, ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, không, mà không mập mập. Ốm ốm đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Rồi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá, không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay Tình đi với ai? Nhà đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? Một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông Mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Ôi, chào Nga. Dạ, chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. À, xin đọc sách chút. Dạ, cảm ơn anh. Em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho niềm anh. À, dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc chứ. Là cũng em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó, dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng cũng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào
phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi đó, anh chưa nghe. Y chang vậy, quan điểm hôn nhân. À rồi, quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Quan trọng là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô, trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Thuốc lào anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút rồi mới hứa thử. Đi, hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Lắm. Thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích là con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Không phải anh cái gì cũng ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp. Dạ. Với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn là hứa anh. Nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, như nào là hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát không triển hướng đúng hướng. Hướng nó ngay. Giờ thì đúng đó. Là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh mà anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Nhất là nổ á. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Thì ra thử múa về được coi. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à? Tại vì chân mặc quần này không đá được. thử ra tới đâu không đá được đá. Tới đâu đó hết đất luôn coi đất hả? Ừ, đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn good luôn à. Khỏe đó, cái dòng mà dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa kỳ vậy. Rồi, đó là khỏe rồi. Được rồi, khỏe rồi. Được rồi, okay, rồi. Làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa em đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Được không? Rồi, được okay. Rồi, ổn rồi. Ổn rồi. Rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Okay. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần? Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà, thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. À, okay. Nhưng mà máy, thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nó nổ rô đai tí.
Là gì? Thì đó, thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình là đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh Tình, giờ em hỏi nè. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm, ăn nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Ồ, good. Món gà rột là món gà tái chanh. Ờ, à, là gà luộc đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này rồi bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga, đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn, rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà anh. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha. Dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Nào, hãy nắm tay Nga đi nha. Dạ, nhà anh đi. Ua đâu à? Ua đâu à? Thấy sao ơi vị? Dễ thương quá. Đây, thấy chưa? Ôi. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì hôm nay em cũng nghe em... Cảm xúc hôm nay thế nào chia đó? Chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tính tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em... coi ba anh như là ba của em vậy chắc à. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi anh trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Vũ Văn Vị. Cái này em trước đây em cũng hỏi ba mẹ. Thì ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều. Thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là Vị. Thì để mong muốn để làm ăn suôn sẻ hơn. À. Có được địa vị hơn và vị hơn trên trong xã. Địa vị, à địa vị hơn á. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 90. Ủa Vị, Vị làm công việc gì Vị? Dạ, em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình. Phần mềm à? Phần mềm đó hả? Dạ. Làm ở đâu, quận mấy? Dạ, em làm ở công ty em ở bên thành phố Thủ Đức. Mời nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề neo với My á. Bữa nào chú qua chú nói My nha con. Dạ, ok luôn. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Vị. Dạ, ưu điểm của em đó là em không hút thuốc. Ừ. Không nhậu nhẹt. Thì thực ra thì em cũng uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế. Có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Tốt. Điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói. Với lại em không có năng khiếu về bên nghệ thuật như là ca hát nhảy múa. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ. Hay cũng hay cười. Tuy cười xấu mà vẫn hay cười. Còn ai nói em cười xấu nói chị nghe.
tại cái hàm răng em nó xấu. Không, chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới mà mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền. Còn khuyết điểm của con là hay hung dữ, rất cọc nữa. Hay hung dữ cái mặt nó hung dữ liền á. Cọc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Với hay quát quát. Con nóng rồi con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thử coi. Anh im đi. Anh im đi. Ác ghê không? Nhìn ác không? Đâu có lớn gì lắm đâu. Thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó. Được tình duyên của nhà trai thế nào? Thì em có một mối tình cách đây hơn 3 năm rồi. Lúc mối tình đó thì em quen trong vòng 8 tháng. Cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó, lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên. Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn. Bạn tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy. Thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay. Lâu chưa? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Mời nhà gái. Con cũng có một mối tình. Nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có năm thôi. Là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau. Là cũng 5 năm rồi. Khoảng cách địa lý xa không? Lúc trước con có đi học tiếng Nhật á, thì con có quen ảnh. Sau đó con đi Nhật thì kéo dài được có 1 năm thôi là bắt đầu chia tay. Rồi, muốn mối tình mới sao? Chung thủy nè. Biết quan tâm người khác, quan tâm cảm xúc, vui vẻ, hòa đồng. Con nghĩ là như thế là chắc cũng được. Cô qua cô coi coi bên đây có vui vẻ được gì? Vui, chị. Vui. Chào em. Em thì em thấy vui rồi đó, em vui. Nhưng mà tính em hơi trầm thôi. Vui mà tính hơi trầm là sao? Chưa hiểu khúc này nha. Trầm nhưng mà trầm vui. Trầm vui là trầm vui thì sao? Nhìn cái mặt trầm trầm. Mày cái bụng là vui dữ lắm á hả? Thì thật ra đó là do cái môi trường làm việc của em thôi. Thì nên tiếng của em nó cũng trầm để em quản lý mà. Khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình có cái sự quan tâm tới người khác không? À, có, em có một quà để cho thể hiện luôn hả? Dạ, dạ. Tôi đáp nha em nha. Qua nhà gái thăm nhà gái xưa. Trời ơi, gái đi Nhật về đây đó hả? Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Ghét nhất là thuốc. Vậy em không hút thuốc? Không hút thuốc. Rồi. Ghét lăng nhăng. Lăng nhăng này không có rồi đó. Có lăng nhăng không? Dễ gì dám nói ở trên này. Còn không ghét gì nữa không? Với lại vô duyên. Không, bên đây có duyên nha. Bên đây có duyên lắm, dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Chắc con thấy hết rồi đó. Cô gái rất là lanh lợi. Dạ. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì nói chuyện kiểu cởi mở thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Thì cái đó thì em thấy cũng bình thường. Nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà nói chuyện cộc lốc, không có đầu đuôi. Cô kia không có cộc lốc, cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha. Dạ. Hôm nay đi với ai? Ba em và em trai của em. À rồi, xin chào nhà trai. Xin chào hai MC và cùng các quý vị khách có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị. Dâu tương lai của mình á, nhà gái coi thấy sao? Tôi đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi. Thế thì coi là cũng gia đình cũng mong muốn là các con cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. An tâm ha, vui ha. Dạ. Được nhận xét, được đánh giá rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với thằng em của em. Chào chú Nguyên Linh, chào chị Cục Lan, chào chú. Dạ, con là em trai của chị Duyên. Anh bên này sáng, đẹp trai và công việc ổn định. Em chỉ đóng góp cho chị một phần nào đó thôi. Còn phần còn lại là do chị quyết định. Mời em nha. Chị con có khó không? Dạ không, chị con phóng khoáng lắm. Cọc một tí. Cọc không? Dạ, thêm tính cách mạnh mẽ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuyện còn lại là của vị, của duyên đó nha. Có món quà muốn tặng cho em á? Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ok. Thì mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được đến với nhau á, dạ, thì anh mong muốn mình sẽ là duy nhất của nhau. Dạ. Anh có muốn đây cũng như lì xì Tết của bên chương trình tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà. Ok, cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Dạ. Nào. Có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không? Chắc có đó, em chắc có rồi đó. Rồi lại. Nhìn em á thì anh thấy em xinh hơn anh tưởng tượng á. Em thì nhìn anh thì em thấy cao là ok rồi đó. Em có thích đi du lịch không?
Dạ có chứ. À, để sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi. Dạ. Đâu giờ duyên thử. Duyên thử, duyên nói cọc lên. Anh đi về nhà anh đi. Về nhà anh đi. Trời. Giờ hết ga thử coi. Về nhà anh đi. Ui đô à. Ui đô à. Thấy sao quý vị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Em có muốn gì mới hỏi anh không? Em là anh thấy em như thế nào? Thì hôm nay anh cũng nói rồi đó. Thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi. Ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào? Em cũng tự tin, dễ thương nè. Tuy kêu là khó tính ấy, nhưng mà em thấy là cái nói chuyện, cái biểu cảm khuôn mặt ấy rất là dễ thương. Dạ. Hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi. Dạ. Em ở đây thì chỉ có mỗi em với em trai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ hả? Dạ, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê. Cái học viện của em á thì giờ đang nghỉ dịch. Quê là ở đâu? Dạ, quê ở Vĩnh Long là nó xa lắm đi á. Đâu? Nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó, dẫn anh về đó luôn. Dạ. Bao giờ anh mới về đó? Thì em mời đi thì anh về thôi. Dạ em mời liền nhé. Không có xa đâu, khoảng 140 cây thôi. 135 cây. Trời, chính xác luôn. Tại vì em hay đi xe máy về quê á. Anh đi xe máy về luôn ha? Dạ. Cái này anh chở. À, cái gì anh chở có được có tài đó. Xế là em ok rồi, chứ tay lái em tay lên lụa lắm. Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau về những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau. Rồi hay là có những cái bí mật thì nếu mà em muốn chia sẻ thì cũng được. Rất là anh sẵn sàng nghe. Có thể đưa ra những cái ý kiến để góp ý cho em. Em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa. Những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em. Anh có sợ là người vợ hay là một người bạn gái mà dở không? Dở ẹt luôn á. Dở ẹt là sao? Là như là không, như là em nấu ăn cũng vụng về nè, việc nhà cũng vụng về nè, không có được đảm đang. Không sao, em nấu ăn thì anh biết, nhưng mà anh nấu không ngon thôi. Anh được. Em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa. Không, cái đó thì không lo đâu, anh bật cho. Trời ơi trời. Tới công chuyện thiệt. Cỡ nào cũng chịu hết trơn á. Lấy vợ vợ ở đâu? Em có tính chưa? Em thì muốn ra ở riêng. Để em sẽ ra ở riêng luôn. Chứ không cần vợ phải về ở làm dâu. Còn... Yeah. Em có muốn làm dâu không? Dạ không. Thật ra nhà anh dễ lắm. Ba mẹ không bắt nó phải làm dâu. Anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ, tại vì có mình anh thôi. Còn dạ. Em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi. Có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn. Tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất. Nhà có ba người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai thôi. Ok, anh xin. Lúc mà ba em buổi sáng là vẫn còn nói cười cười vui vẻ lắm. Rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á, leo lên nóc nhà rửa rác nữa. Giờ chiều 1:30 chiều là mới bắt đầu là đột quỵ. 15 phút là đã mất. Ok. Cấp cứu kìa. Rồi bây giờ là hai chị em ở, ai là ở nhà chính với mẹ, tức là em trai đúng không? Dạ không, con, tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới. Rồi vậy nữa con lên đây rồi sao? Như đây thì có mỗi mình mẹ con ở dưới. Nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không? Dạ con cũng đang tính chuyện đó, nhưng mà con sợ là em con này nó sẽ giành với con gì đó. À vậy khỏe rồi. Nếu ta lập nghiệp trên đây tốt, ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ở thôi. Em tiến tới nắm tay cô gái đã. Nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện. Thật ra thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào chia đó, chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tiến tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy, chắc là em cảm thấy vui. Ừ, ok, anh mong hai đứa lấy nhau, anh thích để em trai em gái. Anh thì anh thích con trai trước, con gái trước. Đấy, nhưng chứ. Mà con trai con gái thì anh cũng đều thương nhau hết à. Em cũng thích con nào cũng là con,
mà con gái trước thì được hơn. Con hát đi con. Con hát đoạn nhá, tặng anh nha. Ừ, ok, tặng anh đi. Có xíu hình như, không có thuộc hết luôn á. Cũng được nha. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi việc tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín. Chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu gấp vào tim. Tập mãi mới được một bài. Sau 3 tiếng đến, nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi đó, đẹp đôi. Bây giờ thôi, coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình. Dạ. Em hãy nhìn bác em nói thưa bác gì đó. À, con xin chào bác à. Con xin gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em Duyên. Và mong muốn sẽ che chở cho em đến sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được một tấm chồng như ý. Nhưng mà ba chưa nhìn thấy được, nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi. Nên là bây giờ con cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh. Mẹ ơi, mẹ khỏe nha mẹ, cố lên nha mẹ. Nói gì với ba của Vị đi. Dạ, dạ con chào bác. Con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào. Được rồi đó, thôi ráng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn, đủ thăng hoa. Rồi có gì thông báo chương trình tin vui nha. Dạ. Các bạn sẽ nhận được. Như vậy chúng ta đã thấy một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Hôm nay là ngày may mắn đó. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai.